nhà lưu xá chúng mình trải rộng khắp Sài Gòn. Vì vậy, không có gì là ngạc nhiên khi chúng mình có tới 500 anh em ở các quận trung tâm, cụ thể là quận Lê Văn Sĩ và Tân Bình. Nào, bây giờ cùng theo chân chúng mình tham quan các ngôi nhà này nhé! Nằm trên con đường Lê Văn Sĩ, anh em nhà bà Phú Hộ vẫn giữ nguyên cho mình nét riêng có chút trầm lắng của anh em. Ngôi nhà được thành lập cách đây 20 năm, nơi đây đã nuôi giữ nhiều ân gọi cho khách đồng giáo hội. Nhà Doan cụm Lê Văn Sĩ chào đón tất cả các bạn. Căn nhà gồm 4 lầu nằm đối diện nhà thờ Hòa Hưng. Anh em dễ dàng hòa nhập với mọi người, rèn giũa đạo đức và phát triển bản thân. Giuse đứng công chính. Nhà Giuse Hoan nhận thắng cả là bộ mặt. Ngôi nhà được cha quản lý tận dòng ưu ái dành cho công cụ sinh viên. Thật vinh dự cho anh em nhà Giuse phải không? Cùng đến và xem ngôi nhà lưu xá Giuse nhé. Nhà Marco hay anh em thường gọi là nhà đồng đen. Ngôi nhà được bác Đức chủ nhà xây dựng lại nhằm giúp anh em có những không gian sinh hoạt và học tập tốt hơn. Cũng là nơi hàng năm tổ chức họp mặt cho các anh em cùng nhà đồng đen. Cùng xem nhà lưu xá Anton, nơi anh em chúng mình đã sống chung với nhau như thế nào nhé. Ngôi nhà nằm xếp ngay giá sứ Văn Côi. Chắc chắn khi sống nơi đây, anh em nhà Anton sẽ rất đạo đức và yêu thương nhau. Thật là tuyệt vời phải không các bạn? Khi dù có đi đâu, làm gì ở Sài Gòn hoa lệ này, chúng ta đều có các anh chị em chung một mái nhà Don Bosco, không còn sợ hãi hay cô đơn. Chúc các bạn sẽ có một kỳ thi đại học đạt kết quả thật cao. Thân ái trong SOB! Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right.